Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách các phần tùng dưới của đầm. Vì mình không chuẩn bị kịp rập nên là mình sẽ cắt đỡ lên cái rập nhỏ này nha. Rồi đấy rồi. Đầm chiều dài của đầm này là mình sẽ trừ đi cái phần tùng trang, phần thân trang của đầm là 38, là còn là mọi người lấy chiều dài dưới nha. Chiều dài phần dưới này. Còn phần trang là mình chỉ trừ 38 là cộng thêm phần dưới là vô chiều dài của đầm nha. Và từ đường ngang trên cùng này là xuống cho mình 22. Từ trên đường ngang này xuống 22 sẽ được gì? Sẽ được đường ngang mông. Đây xuống đây là 22 nha. 22 là lấy ngang mông, lấy đường hạ mông và ngang mông. Ngang mông sẽ bằng là mông chia cho 4. Và đường lai này trừ 1 phân so với đường mông. Mông đó là đầm đó là mông 100, thế này mình lấy 25. Và cái này là 24. Đường lai 24. Còn đường eo lúc nãy mà mình cắt ở trên thân trang là 19. Thì đây mình cũng lấy 19. Đây mình cũng lấy 19 nha. Eo thân trang mình lấy 19 thì đường này mình cũng lấy 19. Ngang mông bằng 1/4 vòng mông. Lai là bằng 1/4 vòng mông trừ 1. Rồi mình sẽ kẻ được đường này. Mình sẽ kẻ được. Bây giờ mình sẽ mọi người sẽ cắt hộp này ra cho mình. Vì mình cắt đại khái cho mọi người dễ hình dung nha. Gặp mình không có đủ gặp để mình cắt theo đó. Mình sẽ cắt này cho mọi người nha. Bây giờ là mình sẽ được là phần căn bản của tùng. Mình sẽ lấy phần căn bản để mình rập lên và mình cắt tùng trước và tùng sau như nhau vậy luôn. Vái này thì để mình vẽ cho mọi người dễ hình dung. Vái này là sao ạ? Mình sẽ có một phần tùng sau. Tùng sau như vậy và tùng trước như vậy và phần này. Và mình có thêm phần đáp là tổng cộng là mình 3 phần. Do đó mọi người sẽ rập phần này lên, các tùng sau và tùng trước. Xong xuôi rồi mình sẽ đặt lên vải là mình cắt phần tùng trước và tùng sau. Sau đó mình tiếp tục, sau khi mà đã cắt được tùng trước và phần tùng sau y theo bản này rồi, thân chính này rồi, là mình bắt đầu mình mới lấy phần thân chính này mình đã rập, thì mọi người sẽ thấy cho mình là sao ạ. Đường này là mình sẽ là nằm ở đâu, nằm ở 1/3 phần thân này nha, chứ không phải là nằm giữa, không nằm giữa, nằm 1/3. Do đó là mình sẽ rã từ đây. Mọi người nhớ kỹ cho mình nghe, phần này là mình đã làm gì đó? Mình đã cắt tùng trước và tùng sau, bây giờ là mình rã và mình đã sẽ lấy được phần đắp.
đây mọi người sẽ đặt lên đây. Bây giờ mình rạp lên đây để mình rã rạp này ra là mình sẽ lấy giáo lại đường này nha. Lấy giáo lại đường này và mọi người biết tại sao nó có cái phần này. Phần mà rũ xuống này, rũ xuống này là mình sẽ cắt dư ra đây nha. Từ đây mọi người cắt dư ra cho mình 20 và đo từ đây xuống bao nhiêu chiều dài bao nhiêu là lấy theo từ đây chiều dài xuống chừng đó. Như theo cái này thì mình sẽ là 25 thì đây mình cũng sẽ lấy xuống 25 thì mình sẽ ra thêm 20 phân nữa. Và từ đây mình cũng ra 20 phân nữa nha. Từ trên đường trên mình ra 20 phân, đường dưới là mình cũng ra 20 phân. Và mình đo đường này chiều dài bao nhiêu thì mình sẽ đo lấy đường chiều dài đường này bao là chừng đó nha. Mình sẽ cắt ra. Phần này mọi người sẽ xếp ly cho mình. Bắt mình lay là mình sẽ xếp ly như vậy. Mình có thể xếp ly trước như vậy, có thể là mọi người sẽ là mình sẽ cắt thừa phần cái này và mình xếp ly vô thân áo. Xong rồi là mình sẽ cắt phần dư đi. Vậy là phần bây giờ là phần rã rạp của mình là nó sẽ ra thành ra là như vậy nha. Phần thừa này là để mục đích để làm gì đây. Phần này là phần chính, phần này là mình cắt thừa ra nha. Đây, lúc mình lên thang váy là cái này nè, nó sẽ xếp lên như vậy. Đây là phần thừa này nó tự xếp ra như vậy nha. Đây, nó sẽ tự xếp, mình lên thang váy nó sẽ tự xếp ra như vậy. Phần thừa này, mục đích của phần thừa này là để là như vậy nè. Để cho lúc mình lên thang váy này nó sẽ xè ra như vậy. Giống kiểu này đây, lên nó sẽ xè ra như vậy. Bây giờ mọi người cắt phần tay cho mình. Dài tay là 40, cộng thêm 2 phân lai là 42. 12. Hạ nách tay là hạ được 13. 13 nha. Bởi tại vì vải này là vải thun do đó là bắp tay 30 là 1 phần 2 bắp tay là 15 để nguyên 1 phần 2 bắp tay. Như ba phần này ra. Và phần cửa tay là 2 bóng. 1 phần 2 là được 12 để nguyên nha. Tại vì vải này vải thun do đó mình để nguyên. Tại vì mình không có rạp, mình không có chuẩn bị rạp sẵn nên do đó là mình sẽ cắt này cho mọi người nhé. Này là vải thun do đó là phần bắp tay và phần cửa tay mình để nguyên nha, mình không cảm thêm chủ động.
Phần trước là mình sẽ gọt 3 ly so với phần sau nha. Đây là phần thân trước. Mình gọt thân trước là mình sẽ gọt đi 3 ly chỗ này nha. Đây là phần thân sau. Vậy là mình đã hướng dẫn xong. Mọi người cắt đầm dự tiệc.